Kính chào quý vị đang đến với chương trình đối thoại phát sóng trên kênh truyền hình SCTV 8 VTV. Thưa quý vị, hai số đối thoại trước trong về chương trình Kinh tế của Việt Nam năm 2021 hướng đi nào cho doanh nghiệp, thì các khách mời trong chương trình đa phần đều cho rằng kinh tế Việt Nam với mức tăng trưởng mà Quốc hội vừa mới thông qua với con số là 6%, muốn đạt được thì đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ của chính phủ cũng như các bộ ban ngành, và trong đó thì coi doanh nghiệp là hạt nhân, là tiền đề để phát triển kinh tế xã hội trong năm tới. Và trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi vẫn tiếp tục mời đến trường quay các khách mời để bàn về vấn đề này. Và tham dự chương trình, tôi xin được trân trọng giới thiệu sự có mặt của các khách mời. Phó giáo sư tiến sĩ Đinh Trọng Thịnh, chuyên gia tài chính. Ông Phan Đức Hiếu, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương. Ông Nguyễn Tiến Đạt, Tổng Giám đốc Công ty Du lịch AZA Travel. Trước khi vào chương trình, mời quý vị cùng ba vị khách mời theo dõi một phần tổng hợp ngay sau đây của chúng tôi. Thì đến giờ phút này, theo như cái thống kê của Tổng cục Du lịch, nhận thấy rằng là khoảng 70% các doanh nghiệp du lịch hiện tại vẫn đang đóng cửa. Tức là tại sao lại như vậy? Bởi vì gần như là cái cú bồi của Covid đợt 2 gần như làm cho các công ty du lịch, các đơn vị lữ hành, từ khách sạn, nhà hàng, thậm chí hàng không cũng đều đang phải đóng cửa rất là nhiều. Máy bay thì gần như là đỗ gần như rất nhiều tại các sân bay. Và chính vì vậy mà cái lượng khách mà cũng như các công ty du lịch gặp rất là nhiều các cái vấn đề. Khi mà chúng tôi đóng băng thì gần như là gì, các nhân viên cũng phải nghỉ và số lượng người cũng các công ty gần như đóng cửa là rất là lớn. Và chính vì vậy mà cái việc mà chúng tôi đang cố gắng, tất cả các doanh nghiệp còn lại, nếu như nói là còn 30% các doanh nghiệp còn lại vẫn đang cố gắng duy trì, đang chèo lái tất cả các cái sử dụng tất cả các nguồn lực khác nhau để có thể đẩy mạnh và phát triển, đặc biệt giờ phút này. Thực sự là tạo thuận lợi cho doanh nghiệp. Tôi nghĩ rằng doanh nghiệp thì không quá kỳ vọng vào những cái hỗ trợ tài chính từ chính phủ. Vâng. Nhưng doanh nghiệp rất cần những cái hỗ trợ về mặt quy định, về một cái môi trường kinh doanh an toàn, một môi trường kinh doanh ít rủi ro để mà doanh nghiệp có thể yên tâm và họ tìm ra những cái hướng để chèo lái, như anh Hiếu có nói, để chèo lái trong cái bối cảnh rất khó khăn này. Thì có lẽ là tới đây là chính phủ phải quan tâm hơn nữa tới những cái giải pháp để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp. Chứ tôi nghĩ rằng là trong cái thời gian vừa qua thì cái gói hỗ trợ của chính phủ dường như đã làm lản lòng doanh nghiệp, bởi vì thực sự họ không tiếp cận được quá nhiều. Vì thế mà họ kỳ vọng những cái hỗ trợ đồng bộ. Vâng. Bám sát thực tiễn, coi doanh nghiệp là tế bào để phát triển. Phải không ạ? Và tất cả các bộ ngành phải đi xuống cơ sở, sát cơ sở, giải quyết tại chỗ kịp thời. Đấy, mấy hôm nay là container thiếu, không có cái để đóng hàng. Ví dụ thế. Liệu một 10 ngày sau có giải quyết không nhỉ? Hay thế nào? Thì tất cả những cái đó nó phải như đánh trận, vào một trận đánh, phải bày binh bố trận, phải giải quyết cụ thể kịp thời. Hay là những cái hỗ trợ là phải rõ. Tôi nói ví dụ giảm cho anh Nghĩa là lãi suất ngân hàng từ 6 xuống 4%. Thế là nó rõ ràng. Ông lại chờ xét duyệt có 50% người lao động nghỉ thì ông mới hỗ trợ. Thế nếu 49 thì sao? Tất cả những cái đó nó làm rối rắm thêm và phức tạp thêm. Và có doanh nghiệp người ta nói lần trước đối thoại lên, tôi không quan tâm đến cái đó nữa. Người ta chán nản mà. Như thế hỗ trợ là chưa có hiệu quả. Vâng, thưa ba khách mời, như ba khách mời đã biết thì vừa qua có một cái ca mắc Covid-19 mới tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Và ngay lập tức thì Thủ tướng Chính phủ cũng đã ra công điện để phòng chống dịch Covid-19, cùng với đó là việc tạm dừng các đường bay thương mại. Và câu hỏi đầu tiên tôi xin dành cho ông Đạt ạ. Theo ông Đạt thì liệu đây có phải là cú đánh bồi cho ngành du lịch của chúng ta không ạ? Cái này thì là chắc chắn rồi. Bởi vì từ khi mà có thông tin lại có ca mắc mới thì có khá nhiều khách của công ty của chúng tôi cũng đã gọi điện và bày tỏ cái sự lo lắng và thậm chí là muốn hủy tour. Mặc dù hành trình của họ lại không phải liên quan đến thành phố Hồ Chí Minh, dụ như là khách Hà Nội đi vào Phú Quốc. Nhưng mà dù sao thì họ rất là lo ngại. Và chính là những cái việc tái phát dịch bệnh như này, nó cũng lại một cái cú đánh bồi làm cho các doanh nghiệp du lịch vốn đã rất là ốm yếu, thậm chí là tê liệt qua những cái đợt dịch kỳ trước, thì lần này lại thêm chồng chất khó khăn. Vâng ạ. Vậy thì theo ông Đinh Trọng Thịnh ạ, cái điều này có ảnh hưởng gì đến cái việc mà tăng trưởng kinh tế tới đây thì Quốc hội đã đặt cho năm 2021 với chỉ tiêu là 6% không ạ? Chúng ta biết rằng là rõ ràng ấy, là khi mà Quốc hội xem xét cái chỉ tiêu 6% ấy, đó là đã xem xét các cái điều kiện ở cái mức mà bình thường
trong cái năm 2021. Và tất nhiên đã tính toán trong cái điều kiện kinh tế là vẫn tiếp tục có cái đại dịch Covid kéo dài, không chỉ ở Việt Nam mà ở cả trên trường quốc tế. Mặc dù là ở đâu đó một số quốc gia đã có tìm ra các cái vaccine để chống Covid, nhưng mà rõ ràng là để mà triển khai được cái việc tiêm đại trà và có thể khống chế được cái dịch này thì chắc là phải đến hết cuối năm hoặc là hết năm 2021. Và vì thế cho nên cái tính toán của Quốc hội là nó đã có lường các cái trường hợp có thể có những cái bùng phát nho nhỏ của cái đại dịch Covid ngay ở trên cái lãnh thổ Việt Nam. Và vì vậy cho nên nó nằm trong cái giới hạn mà Quốc hội đã có cái xem xét tính toán một cách rất cẩn trọng. Vâng ạ, vậy thì theo ông thì con số này thì ông đánh giá là một cái con số 6% là một con số cao, thấp hay là con số như thế nào? Theo quan điểm của chúng tôi thì cái con số 6% nó là một cái con số tương đối cẩn trọng trong được đề ra trong cái điều kiện mà cái nền kinh tế Việt Nam cũng như nền kinh tế thế giới tiếp tục có những cái khó khăn do cái đại dịch Covid cũng như có các cái khó khăn do cái thiên tai bão lũ trong cái năm 2021 nó có thể gần như là tương ứng với cái năm 2020. Thế còn theo quan điểm của chúng tôi, và chúng tôi cho rằng ấy, nếu như cái kịch bản mà khó khăn nhất thì đâu đó cái tăng trưởng của chúng ta nó nằm trong khoảng độ 5,4 cho đến khoảng độ 6,2%. Còn nếu cái mức trung bình thì chúng tôi cho rằng có thể 6,4 đến 6,8. Và cái mức mà tốt thì có thể nằm trong 6,8 đến 7,2%. Đó là cái mức tăng trưởng của năm 2020. Như vậy là chúng tôi đánh giá cái mức 6% mà Quốc hội đề ra là tương đối cẩn trọng đối với cái tình hình tăng trưởng của Việt Nam trong cái năm 2021. Vâng, vậy thì ông. Trước hết thì chúng ta cũng phải nhìn nhận với nhau rằng là trong cái bối cảnh này thì một mọi con số đưa ra thì đều không thể khẳng định được là nó chắc chắn đã đạt được hay không đạt được, vì trong một cái bối cảnh rất nhiều yếu tố bất định và cũng không thể nói được rằng là thế là thấp hay thế là cao. Và bởi vì cái yếu tố bất định này nó không nằm ở trong cái tầm kiểm soát của chúng ta, mà nó thậm chí nó nằm ở trong cái tầm kiểm soát nó xảy ra ở ngoài biên giới ngoài chúng ta. Giới. À, như vậy chúng ta cũng thậm chí chúng ta không những không kiểm soát mà thậm chí thông tin để cập nhật về nó cũng thậm chí cũng rất là hạn chế. Nên là tuy nhiên cái điều mà những con số đưa ra nó lại trong cái bối cảnh này nó lại có một ý nghĩa hết sức khác. Tôi rất là đồng tình cho rằng là trong cái bối cảnh này thì cái con số 6% ấy, thì nó đánh giá ở cái khía cạnh là thể hiện một cái sự quyết tâm không chỉ của chính phủ mà một cái sự quyết tâm chung của cả xã hội. Là và cái quyết tâm này thì nó sẽ thể hiện bằng hành động. Bởi vì nếu như chúng ta đưa ra con số 3% thì cái hành động tiếp theo của cả cộng đồng doanh nghiệp và của chính phủ nó sẽ khác với con số 6%. Tôi lấy ví dụ 6% điều này có thể thấy đằng sau đó là cái thông điệp chúng ta buộc phải cân bằng giữa phát triển kinh tế và kiểm soát dịch bệnh. Và như vậy thì nếu như con số này của chúng ta mà hạ xuống là 3% thì điều đó có nghĩa rằng chúng ta đang cái cán cân nó sẽ ngược về cái gọi là ưu tiên kiểm soát dịch bệnh mà ít chú trọng đến phát triển kinh tế. Thì tôi nhận thấy cái con số 6% trong bối cảnh này của chúng ta là hợp lý ở cái chỗ chúng ta là xác định mục tiêu. Và cái điều này nó thể hiện, trước hết tôi cũng rất là chia sẻ với ngành du lịch về cái sự cố vừa rồi. Nhưng rõ ràng là khi Quốc hội đã thông qua cái chỉ tiêu đấy thì cách điều hành của chính phủ rất khác. Nếu chúng ta chỉ đặt ra 3% có thể là knockdown, gọi là có thể cấm một số cái hoạt động ngay. Nhưng vì cái chỉ tiêu của chúng ta hiện nay nó phải là 6% lên, là phải kiểm soát dịch bệnh trong một chừng mực nào đó là tốt nhất, nhưng phải để cho cái không gian kinh tế phát triển. Thì nếu không thì chúng ta không đạt được cái chỉ tiêu. Nên tôi nhìn nhận cái ý nghĩa lớn hơn ở đây là thể hiện một cái sự quyết tâm. Và từ cái sự quyết tâm đấy thì các cái hành cách thức chúng ta điều hành kinh tế, phát triển kinh tế nó phải thay đổi theo và thể hiện được cái quyết tâm đó. Và cái điều mà tôi cũng mong muốn ở đây là chúng ta phải nhìn nhận là cái điều lần thứ 3 này xảy ra nó có thể có lần thứ 4, có thể có lần thứ 5. Tiếp tục. Thì cái gì sẽ phải thay đổi ở đây? Tôi cho rằng là cách điều hành phải thay đổi. Và bản thân doanh nghiệp thì cũng có lẽ bây giờ trong cái kế hoạch kinh doanh 2021 ấy, thì cũng phải tính và toán đến một cái kịch bản là phải ứng phó. Tôi tạm gọi là phải ứng phó với mọi tình huống xấu nhất. Có nghĩa là xấu nhất thì chúng ta có thể có một cái kịch bản kinh doanh như thế này. Và ngay lập tức tình hình nó dịu đi thì chúng ta lại phải có thể có một cái kịch bản thứ hai. Tôi thì không dám khuyên doanh nghiệp vì doanh nghiệp có thể đã hiểu hơn tôi cái điều này, nhưng ngay cả bản thân doanh nghiệp cũng không nên quá chủ quan vào một cái kế hoạch kinh doanh mà tin rằng là chúng ta sẽ không có dịch bệnh, mà kế hoạch kinh doanh của chúng ta cũng vẫn phải có cái tính đến cái việc đó. Thế thì cái đó nó quan trọng. Báo cáo với các anh là tôi nhìn từ góc độ doanh nghiệp thì nó cũng quan trọng ở cái chỗ là thế thì không phải như ngành du lịch
thì cái tư duy ở đây là chính vậy, ta sẽ phải kinh doanh một cái kế hoạch nó linh hoạt hơn. Nhưng ngoài ra chúng ta có thể phải nghĩ đến cái việc là ngoài, thế thì ngoài cái du lịch ra, liệu chúng ta có thể có một cái hoạt động kinh doanh gì khác nó có thể liên quan, hoặc một cái cơ hội kinh doanh nào khác không? Chứ không không có, bây giờ chúng ta biết là kinh doanh không có nghĩa là công ty du lịch là chỉ biết làm du lịch. Nên là trong cái gọi là cái thay đổi để ứng phó với bối cảnh mới thì đòi hỏi các doanh nghiệp cũng phải tư duy một cách linh hoạt hơn, đa dạng hơn. Có nghĩa là chúng ta sẽ phải làm, hiểu một cách nôm na là làm mọi thứ để sống và mọi thứ để phát triển, chứ không hẳn trong cái bối cảnh này. Vì có thể có những cái ngành nghề có thể nó có, tôi tạm gọi có thể mất đi. Cái phương thức kinh doanh cũng có thể mất đi. Và nó đòi hỏi hoàn toàn là một cái thay đổi hẳn một cái phương thức kinh doanh mới. Thực ra nói là về cái câu chuyện tăng trưởng thì ngành du lịch là cái câu chuyện mà nó có cái biến động cực kỳ lớn. Bởi vì như là dự tính năm 2020 thì du lịch có thể thiệt hại đến 23 tỷ đô la. Lượng khách quốc tế đến Việt Nam thì có thể giảm đến 80%. Tức là không những không tăng trưởng mà giảm đến 80%. Còn du lịch nội địa thì có thể là giảm hơn 50%. Và cái này thì nó đang ảnh hưởng cực kỳ lớn luôn. Và cũng như anh nói ấy, thì thực ra chúng tôi cũng đã học cách là sống chung với cả dịch bệnh. Tức là mình cũng không phải đặt cái vấn đề là điều kiện kinh doanh bình thường nữa. Mà cũng không thể đưa ra những cái kế hoạch quá dài được. Bởi vì toàn bộ cái kế hoạch kinh doanh nó sẽ phụ thuộc vào cái việc là phòng chống dịch của chúng ta. Và chúng tôi cũng phải xác định một cái kịch bản là nó có thể nó cứ dằng ra như này. Cho đến khi mà không những cả thế giới mà cả Việt Nam mà đa số mọi người đã được tiêm vaccine. Và đấy là cái câu chuyện nó có thể nói là không thể, có thể là kể cả trong năm tới cũng chưa chắc là đã giải quyết được. Vì vậy mình cũng phải xác định trước một cái kịch bản là nó đầy những yếu tố rủi ro và bất định như thế này. Có thể là chúng tôi bây giờ cũng không dám là xuống tiền nhiều để đặt vé máy bay như hồi trước, hoặc là dám đặt cọc cho khách sạn để giữ chỗ. Bởi vì có thể sau khi xuống tiền xong thì lại có một cái đợt dịch, và lúc đấy hàng không lại găm tiền của mình. Và lại chúng tôi lại không có tiền để kinh doanh. Cũng như khách hàng thì kể cả đã bán được tour rồi, thu tiền rồi thì khách lại đòi hủy, thì giải quyết cũng rất là đau đầu. Vậy mà chúng tôi thì cũng phải xác định là có thể một cái chiến thuật mới. Ví dụ như như công ty của chúng tôi ấy, thì xác định là dù như hồi trước là Việt Nam mình ấy, đánh Mỹ không phải là đối đầu trực diện mà đánh theo kiểu du kích. Khi nào mà địch mạnh quá ấy, thì mình thôi rút lui. Có khi hôm nay là chiến sĩ nhưng mà mai lại thành là nông dân. Đấy. Thì có thể một số công ty du lịch ấy, bây giờ người ta sống sót người ta cũng phải chấp nhận như vậy. Hôm nay thị trường tốt, có khách làm du lịch. Mai mà bị dịch bệnh, khách không đi, lại quay sang làm nghề phụ, bán online, rồi bán các cái đồ ăn. Đấy, thì cái đấy cũng đang phải học cách để mà mục đích duy nhất là sống sót. Chứ chưa có thể tính những cái bài toán là tăng trưởng bao nhiêu phần trăm hay là tăng trưởng dương gì cả. Cái này thì sẽ rất phụ thuộc vào cái tình chống dịch của Việt Nam. Vâng ạ. Vậy thì như ông Đạt cũng đã phân tích rồi về cái tình hình chung của ngành du lịch rõ ràng là rất là khó khăn ạ. Vậy thì thưa ông Thịnh, thì theo ông trong năm 2021 thì chúng ta có cái tiền đề gì để có thể phát triển kinh tế, và có cái tiền đề như thế nào để có thể hy vọng ạ? Trước hết chúng ta thấy rằng là trong năm 2021 ý, thì chúng ta có rất nhiều cái cơ hội để phát triển kinh tế và phát triển tốt cái nền kinh tế của chúng ta. Đầu tiên chúng ta thấy rằng là mặc dù là cái đại dịch Covid-19 nó bùng phát và kéo dài cả cái năm 2020. Thế nhưng cái vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam nó sụt giảm ở một cái mức mà chúng ta thấy rằng nó cũng tương đối ít. Phải không ạ? Và rõ ràng đây là cái cơ hội. Và trong cái điều kiện mà các cái chuỗi cung ứng trên thế giới nó đang có nhiều cái sự biến động và thay đổi. Và trong đó ấy thì Việt Nam cũng là một trong những cái vị trí mà có thể hấp dẫn cái đầu tư nước ngoài. Thì rõ ràng ấy là chúng ta cũng hy vọng trong năm 2021 cái vốn đầu tư nước ngoài nó cũng sẽ tăng lên. Cái điều thứ hai là cái vốn đầu tư công của chính phủ. Thì thực sự mà nói trong cái năm 2020 chúng ta đã có cái mức mà giải ngân cái vốn đầu tư công rất cao và thực hiện rất tốt nếu so với nhiều cái năm trước đây. Và đây cũng đang là cái tiền đề để thúc đẩy cái nền kinh tế phát triển, thúc đẩy các cái ngành nghề khác nhau trong nền kinh tế tăng trưởng. Cái đầu tư tư nhân trong cái thời gian vừa qua cũng tăng trưởng một cách tương đối tốt. Mặc dù cái tỷ lệ nó không cao
nhưng mà rõ ràng là với cái mức tăng khoảng độ 5% trong cái thời gian 11 tháng vừa qua thì đây là một cái yếu tố mà chúng tôi cho rằng là trong cái năm 2021 nếu cái tình hình nó ổn định hơn và các cái toàn xã hội đã quen với cái trạng thái mới của cái tình hình mà dịch COVID thì chúng ta có thể ngăn ngừa tận gốc cũng như là có thể khoanh vùng đến cái mức hẹp nhất để mà chụp phòng chống dịch và vẫn tiếp tục phát triển kinh tế một cách tương đối tốt như cái thời gian vừa qua đấy, thì rõ ràng là chúng ta cũng hy vọng đó là cái cơ hội. Thêm nữa thì chúng ta cũng thấy rằng là nếu nói đến cái tăng trưởng về xuất khẩu của chúng ta ấy, thì rõ ràng là mặc dù cái sản xuất của chúng ta nó có gặp khó khăn và thậm chí có một cái thời gian đình trệ, nhưng chúng ta thấy rằng là cái xuất khẩu của chúng ta vẫn tăng trưởng tương đối tốt. Nhập khẩu thì tăng trưởng chỉ khoảng độ hơn 1% thôi, nhưng mà xuất khẩu thì tăng trưởng đến 5,3%, và đó là cái cho thấy rằng là chúng ta đang có cái sự tốt lên của cái nền kinh tế. Và ngay các cái doanh nghiệp ấy, thì thực sự một số cái ngành nghề trong nền kinh tế gặp rất nhiều khó khăn, như là du lịch, như là hàng không, phải không ạ? Như là giao thông vận tải. Nhưng nếu nhìn chung tổng thể thì chúng ta thấy rằng là các doanh nghiệp của chúng ta thành lập mới ở cái mức là nó chỉ giảm một chút thôi, 1,9% so với cái cùng kỳ của năm ngoái. Nhưng nếu tính cả cái doanh nghiệp mà trong nền kinh tế quay trở lại hoạt động thì chúng ta đã có hơn 141.000 cái doanh nghiệp, 144.000 cái doanh nghiệp tham gia vào cái quá trình hoạt động sản xuất tăng mới và cái quay trở lại hoạt động. Và như vậy là nó tăng lên so với lại cái năm trước 1,9%. Và đây là cái điều mà chúng ta cũng thấy rằng là như vậy là cái số doanh nghiệp của chúng ta quay trở lại, đăng ký mới cũng như quay trở lại hoạt động, nó tăng lên. Có nghĩa là cái doanh nghiệp đã phục hồi. Và ở đây thì chúng tôi cũng phải nói rằng là ngay trong cái 11 tháng này thì chúng ta thấy rằng cái lĩnh vực sản xuất công nghiệp cũng đang có cái phục hồi và phát triển tương đối tốt. Mặc dù chúng ta có một cái khoảng thời gian đình trệ, nhưng trong cái ngành công nghiệp thì đã có cái tăng trưởng tốt lên. Và riêng cái công nghiệp chế biến chế tạo, một cái mà chúng ta đang rất quan tâm đó, thì rõ ràng là trong 11 tháng vừa qua cái tốc độ tăng trưởng đã tương đối cao, đạt đến hơn 11%. Và như vậy thì phải nói rằng là chúng ta cũng đang có một cái bước hồi phục và phát triển cái sản xuất công nghiệp rất tốt. Thêm nữa thì nông nghiệp mặc dù trong cái thời gian vừa qua có cái bão lũ, có cái khó khăn do cái ngập mặn cũng như là cái hạn hán ở cái miền Nam, nhưng mà chúng ta thấy rằng là cái sản xuất nông nghiệp vẫn có một cái tốc độ tăng trưởng đâu đó khoảng 3%. Thì chúng tôi cho rằng đây là những cái mà nó là tiền đề để thấy rằng là trong cái giai đoạn khó khăn mà chúng ta phải phòng chống dịch, phải giãn cách xã hội và gặp rất nhiều cái bộn bề cái khó khăn do cái đại dịch, nhưng cái nền kinh tế của chúng ta vẫn phục hồi và tăng trưởng tương đối mạnh mẽ. Và đó chính là cái cơ sở để chúng ta có thể tin được rằng là trong cái năm 2021 chúng ta có thể có cái sức bật tốt hơn. Ông Thịnh cũng đã phân tích rất là nhiều những cái tiền đề tốt để chúng ta có thể là có được cái mức tăng trưởng cho năm tới ạ. Vậy thì phía ông Hiếu? Thì đúng là cũng đang chia sẻ với anh Thịnh, nhưng mà ở đây thì cũng phải thừa nhận rằng là cái tăng trưởng của chúng ta năm tới nó sẽ phải, để đảm bảo cái chỉ tiêu mà chúng ta đặt ra thì nó phải trừ đi những cái thiệt hại, đúng không? Đấy là cái, và tạo ra được những cái dư địa tăng trưởng mới. Thế thì dư địa tăng trưởng mới ở đây chúng ta là gì đã? Còn thiệt hại thì chúng ta thấy rất rõ, thì rất nhiều ngành nghề, không phải chỉ du lịch, mà rất nhiều những cái hoạt động. Nhưng trong một cái bối cảnh chung thế này thì chúng ta nhận thấy rằng là cái những cái nhu cầu cơ bản tất yếu của xã hội là cũng không thể thay đổi. Nên là cho nên ở một chừng mực nào đó là nền sản xuất, cái gọi là cái sản xuất ấy, thì nó cũng sẽ không thay đổi. Có lẽ là cái thay đổi nhiều nhất ở cái cách phân phối sản phẩm đến tay người tiêu dùng. Tất nhiên những cái ngành dịch vụ thì nó có thể bị thay đổi, vì dịch vụ là cái thứ mà người ta hưởng thêm để làm gia tăng cái chất lượng cuộc sống, chứ không phải là cái chưa hẳn đã phải thiết yếu. Ở một chừng mực nào đó khi xã hội phát triển thì đôi khi nó cũng là thằng thiết yếu, nhưng cái sự thiết yếu đấy nó không rõ như cái việc chúng ta phải ăn hàng ngày hay chúng ta phải đi làm việc. Thế thì đấy là cái. Thế thì dư địa mới ở đây chúng ta sẽ kỳ vọng vào. Tôi nhận thấy rằng là để đạt được cái tăng trưởng thì chúng ta sẽ buộc phải kỳ vọng vào một số cái thứ. Thứ nhất là thế cái gì mới, những cái hoạt động kinh tế nào là mới tạo ra ở đây. Như tôi nói là cái cách mà người ta phân phối sản phẩm, cái cách người ta phân phối dịch vụ, và cái cách người ta tiêu dùng, cái cách mà người ta sinh hoạt. Thì đấy là những cái thứ mà chúng ta gọi là mới. Ví dụ như nhân viên ở nhà làm việc thì những cái gọi là cái kinh doanh mạng, là nền hạ tầng mạng, nền tảng nó sẽ phát triển. Hay là những cái dịch vụ và giao hàng, rồi dịch vụ vận chuyển, đấy là những cái thứ mà nó mới ra.
Và từ những cái thứ đấy thì nó lại phát sinh thêm cái khác. Ví dụ như đã giao hàng vận chuyển thế thì lại phải có bao gói, rồi lại phải có logistics, các cái dịch vụ khác. Thì những cái thứ đấy nó lại là cái thứ mà chúng ta kỳ vọng vào là sẽ tạo ra một cái dư địa để bù đắp cho những cái thứ mà chúng ta làm. Nhưng tôi nhận thấy rằng là cái dư địa có lẽ nó nằm chính ở cái thứ mà trong cái bối cảnh này thì cái việc nâng cao cái năng suất, cái hiệu quả hoạt động kinh doanh, cái mà chúng ta nói cũng rất nhiều, cái này nó cũng không phải là mới, thì càng ngày càng trở nên quan trọng. Có nghĩa rằng là cái dư địa ở đây sẽ buộc chúng ta phải hoạt động một cách nó có hiệu quả hơn, kinh doanh nó có hiệu quả hơn thì nó mới tạo ra được cái dư địa. Như vậy những cái mô hình sáng tạo, những cái ứng dụng khoa học công nghệ, những cái chuyển đổi số, những cái thứ mà chính phủ đang thúc đẩy sẽ buộc ở đây là cái dư địa. Nếu như chúng ta áp dụng mạnh mẽ và vì cái sự sống còn của mình thì nó sẽ tạo thêm một cái dư địa thứ hai, là tạo ra được một cái sự tăng trưởng. Nhưng chúng ta phải nói với nhau thế này này, mọi cái sự chúng ta trao đổi nó chỉ là cơ hội thôi. Nó gọi là dư địa, nó gọi là cơ hội thôi. Còn nhưng mà làm thế nào để chúng ta có được cái cơ hội đấy, nó lại đôi khi nó lại là cả một câu chuyện khác. Hay là cái sự thay đổi về cái chuỗi kinh doanh thì đấy cũng là một cái dư địa hay một cái cơ hội. Ví dụ như chúng ta bị đứt gãy các cái chuỗi, các cái nhà cung cấp nó bị gián đoạn thì đấy cũng là một cơ hội của chúng ta. Có nghĩa là hiện nay chúng ta buộc sẽ phải tìm kiếm những nhà cung cấp mới, thì trong cái bối cảnh này thì rõ ràng trong nước sẽ là một cái ưu tiên. Nhưng thực sự có tận dụng được cơ hội đấy hay không, rồi cái sự liên kết giữa các bên như thế nào, thì đấy nó lại đòi hỏi cả hai phía, cả từ phía các cái chính sách của chính phủ sẽ thúc đẩy cái câu chuyện này như thế nào. Thế rồi cái năng lực hấp thụ, rồi năng lực sáng tạo của doanh nghiệp ra sao. Nhưng tất nhiên cái môi trường kinh doanh rất quan trọng. Thì chúng ta nhìn nhận rằng là với cái mục tiêu, tôi tạm gọi là mục tiêu cam kết phát triển kinh tế như vậy, và những cái dư địa mà chúng ta tạm có như vậy, thì nếu như thực hiện được, tận dụng được và gọi là chớp được cơ hội thì chúng ta có thể đảm bảo được cái hoạt động tăng trưởng đó. Nhưng cái bài toán lớn nhất bây giờ có lẽ là vẫn là làm thế nào để chúng ta tận dụng được tối đa những cái thứ mục tiêu như vậy. Vâng ạ, thưa ông Hiếu, thì tham dự cái chương trình của VITV kỳ trước thì các khách mời cho rằng là có một cái tiền đề cũng rất là quan trọng, đó là hai cái hiệp định ạ. Hiệp định EVFTA đã được thực thi và sắp tới đây là RCEP sẽ thúc đẩy nền kinh tế Việt Nam cũng như là xuất khẩu. Vậy thì ông đánh giá như thế nào về nhận định này? Tôi thì hiện nay cũng tất nhiên lạc quan về các cái hiệp định FTA, thì chúng ta phải đặt nó trên bàn một cách rất là khách quan. Bởi vì hiệp định này không phải là chỉ một kênh phân phối một chiều từ phía Việt Nam đi ra nước ngoài. Mà khi đàm phán hiệp định thì các nước ở bên kia họ cũng đặt Việt Nam là một mục tiêu, là một thị trường để họ mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh. Và cái mà tôi quan ngại nhất hiện nay là trong cái bối cảnh về cái trình độ kinh doanh thì chúng ta luôn luôn có thể đặt gọi là ở chừng mực nào đó vẫn mặt bằng chung là thấp hơn. Thì như vậy cái việc đầu tiên là thế thì tận dụng cái cơ hội đấy thì ai sẽ là người tận dụng tốt hơn? Thì tôi vẫn tin rằng là trước hết là phía bên kia họ sẽ tận dụng rất tốt. Và lợi ích mình thì tạm thời là khi phía bên kia họ tận dụng tốt thì hàng hóa dịch vụ họ sẽ tràn sang, đầu tư họ sẽ đi sang. Thì lợi ích chúng ta cũng đặt ra một bên, tất nhiên người tiêu dùng có thể được hưởng lợi vì cái môi trường cạnh tranh sẽ tăng lên. Thì người tiêu dùng luôn luôn sẽ là người được hưởng lợi. Nhưng nếu xét từ phía mặt doanh nghiệp thì cái gia tăng áp lực cạnh tranh, và như vậy thì cái sự đào thải nó cũng có thể xảy ra. Chứ không, nếu như doanh nghiệp không tự nâng cao cái năng lực và cạnh tranh được chính trên cái thị trường của mình thì thậm chí mình cũng có thể bị đào thải. Nhưng cái mà tôi nhìn thấy ở đấy, như vậy là đầu tiên chúng ta phải nói là chúng ta có nguy cơ đã, chứ chúng ta cũng đừng có gọi là luôn luôn là lạc quan là chúng ta là người chiến thắng. Thế thì cái này, một cái nguy cơ như vậy thì đổi lại thì với tư cách là người làm vĩ mô thì chúng tôi lại nhìn thấy rằng chính cái nguy cơ đấy cũng lại là một cái lợi ích, đó là bây giờ doanh nghiệp cũng không còn đường lùi buộc. Và thường thì doanh nghiệp không bao giờ chọn đường, người ta tạm gọi là rút lui khỏi thị trường. Và trong cái quá trình hội nhập vừa qua thì cái bài học lớn nhất của chúng ta đấy là thời kỳ đầu hội nhập rất nhiều người quan ngại ta hội nhập là ta mở cửa thị trường để cho họ vào xâm chiếm. Thì cái bằng chứng thực tế lại cho thấy rằng là đấy lại chính là cái áp lực để doanh nghiệp vượt lên. Mà thiếu cái đấy thì doanh nghiệp Việt Nam có khi lại không vượt lên được. Nên là cái cơ hội đầu tiên là tôi nhìn thấy như vậy. Cái cơ hội thứ hai là chúng ta cũng tuyên truyền rất nhiều về cái lợi ích của cái hiệp định. Nhưng chúng ta có lẽ cái cách thay đổi là ví dụ như một doanh nghiệp nhỏ và vừa nào đó ở một cái địa phương nào đó, họ tiếng Anh không biết, tiếng Pháp không biết, tiếng Đức không biết. Thế mà bây giờ bảo chúng họ là tận dụng các cái hiệp định như vậy xuất khẩu một cái sản phẩm nào đó sang một đất nước là một cái thách thức. Được khẳng định là một cái thách thức rất lớn chứ không hề là một cái thách thức rất nhỏ.
Nên là cái cơ hội từ hiệp định, các cái hiệp định đó hiện nay là cơ hội hoàn toàn, nó là hạ. Và cái cạnh tranh bây giờ nó cũng không chỉ đơn thuần là hạ dòng thuế. Và nếu như sản phẩm của anh không tốt, anh không cạnh tranh được sản phẩm thì thuế không có nghĩa lý gì. Có nghĩa là thị trường bên kia nó đã không tiếp nhận thì không có nghĩa lý gì. Thế rồi thuế tốt, sản phẩm của chúng ta tốt, nhưng chúng ta cũng không tìm được cái đầu mối bên kia để chúng ta sản xuất ra. Tôi lấy ví dụ như một cái trang trại ở một tỉnh miền núi phía Bắc, Yên Bái. Bây giờ chúng ta có con gà rất tốt, có quả cam rất tốt, nhưng làm thế nào để các cái quả cam đấy một người gọi là chủ doanh nghiệp mà thuần túy như tôi, thậm chí chưa đi nước ngoài một vài lần đi du lịch, thì làm thế nào để đưa được quả cam đấy sang phía bên kia, cũng là đấy là đây là cả một bài toán. Thì các hiệp định cho chúng ta cơ hội, nhưng cái cách thức mà chúng ta triển khai cái cơ hội đấy, đưa cái thông tin đấy đến cho doanh nghiệp, và tất nhiên là từ cái cơ hội này, từ cái thông tin, nhưng quan trọng nhất là doanh nghiệp phải làm thế nào, làm thế nào để thực sự là tận dụng được cái sản phẩm đấy, thì cũng đòi hỏi những cái nỗ lực rất lớn. Và nỗ lực này thì tôi vẫn tin rằng là không phải nếu một mình chính phủ chắc chắn không làm được. Và trong cái bối cảnh này thì cái cơ hội này nó sẽ lại nằm nhiều ở chính các hiệp hội doanh nghiệp, mới là người có vai trò. Vì vậy hiệp hội doanh nghiệp mới là người hiểu doanh nghiệp trong ngành mình. Họ có thể làm đầu mối, họ có thể sang kia để họ tìm đối tác. Chứ còn nhà nước có thể không thể làm được cái việc đó. Tuy nhiên cái sự vào cuộc, cái sự ra tay của các hiệp hội doanh nghiệp hiện nay, trong quan sát của chúng tôi thì hiện nay có lẽ nó chưa nhiều. Thì còn lại như chúng ta thảo luận, cơ hội chúng ta vẫn biết cơ hội mãi mãi chỉ là cơ hội. Nếu như chúng ta không có một cái biện pháp cụ thể thực thi thì tôi lại lo ngại hơn cái vế thứ hai. Vế thứ hai là có lẽ không cẩn thận thì cái bên kia họ tận dụng tốt hơn, chứ chưa hẳn chúng ta đã là người tận dụng tốt hơn. Hoặc là phía bên này thì đối tượng lại là ai? Đối tượng ví dụ như xuất khẩu nhiều thì là doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu nhiều, hay lại chính là các cái đối tác ở phía bên nước kia họ đầu tư sang Việt Nam để rồi để tận dụng chính cái hiệp định của Việt Nam lại xuất khẩu lại sang phía bên kia, thì lợi ích thực sự của chúng ta ở đâu? Đấy là cái mà tôi cũng chia sẻ như vậy. Tất nhiên là cơ hội là rất nhiều lớn, nhưng mà quay trở lại vẫn là làm thế nào để chúng ta thực sự là có cơ hội đó. Vậy thì dưới góc nhìn của doanh nghiệp ạ, ông Đạt, ông nhận định như thế nào về cái vấn đề mà ông Thịnh và ông Hiếu vừa mới nêu ạ? Thực ra thì trong cơ hội luôn luôn là có những cái thách thức. Đúng. Ngay cả trong ngành du lịch của chúng tôi thì khi mà các cái chuyến bay gọi là đón khách quốc tế là gần như là đã dừng rồi. Bây giờ chỉ có những cái chuyến bay mang tính giải cứu hoặc là chở chuyên gia thôi. Thì có nghĩa là cái du lịch quốc tế không thể vào được Việt Nam. Và người Việt Nam thì cũng không thể đi du lịch quốc tế được. Thế thì bây giờ theo thống kê, mỗi năm khoảng 10 triệu người Việt Nam mà đi du lịch quốc tế. Và cũng tiêu một số tường tương đối lớn, có thể là lên đến hàng tỷ đô. Thì bây giờ họ không đi được. Là do dịch bệnh. Thế thì họ lại bắt buộc là sẽ phải đi du lịch ở trong nước. Thế hồi trước ấy, có rất là nhiều những cái dịch vụ du lịch cao cấp, ví dụ như là những cái du thuyền 5 sao có thể là giá đến là 10 triệu đồng một người cho hành trình là 2 ngày 1 đêm. Thì giờ hồi trước là chỉ dành cho những khách hàng quốc tế có nhiều tiền mà phải book trước vài tháng. Và bây giờ là khách quốc tế không vào được thì họ bắt buộc phải giảm giá, thậm chí là đến 70-80%. Giá tiền bây giờ nó chỉ khoảng tầm 2-3 triệu thôi. Thì người Việt lại có cơ hội để tận dụng. Và chính là đấy là cái cơ hội, kể cả các cái dịch vụ cao cấp đấy được tiếp cận với cả cái thị trường tiềm năng là chính là trong nước. Rất là lớn luôn. Mà ngược lại là khách Việt thì cũng có cơ hội là được hưởng những cái dịch vụ cao cấp ngay tại đất nước mình, mà hồi trước thì chủ yếu là dành cho người nước ngoài. Và với cả một cái tiềm năng là dân số rất là lớn. Dụ như là nếu mà không phải Covid thì có thể ước tính là lượng khách du lịch nội địa năm ngoái khoảng tầm 85 triệu và năm nay là có thể lên dự kiến kế hoạch ấy, nếu không có Covid là khoảng 90 triệu. Thì bây giờ lại cộng thêm cả cái số mà người ta không đi nước ngoài nữa là những khách rất là cao cấp. Thì giờ là cũng là một cái áp lực và một cái cơ hội để cho rất là nhiều ngành nghề, nhiều địa phương có thể tận dụng để thu hút những khách nội địa ở các cái mức khác nhau, từ cao cấp, trung cấp đến thấp cấp. Và thực tế là ngay cả trong cái dịp là dịch bệnh này, khi ngành du lịch đang khó khăn, rất nhiều khách sạn, khu resort là phải đóng cửa, thì vẫn có ở nhiều địa phương là người ta đầu tư và mở rộng
thậm chí là xây những cái khu resort mới để có thể tận dụng được một cái luồng nhu cầu, rồi là những cái gọi là lượng khách du lịch nội địa rất là tiềm năng tại Việt Nam. Và chỉ có một cái là chúng ta có thể là sẽ phải cần một cái sự khuyến khích và một cái sự chính sách để tạo điều kiện thuận lợi hơn về phía nhà nước, để trong cái quá trình này là chúng ta tận dụng được cái cơ hội mà tránh được cái nguy cơ nó nhiều hơn. Vâng, thưa ông Đạt, thì tham gia chương trình của VITV thì cũng có một doanh nghiệp là du lịch, thì họ có nói rằng là trong thời điểm hiện tại trong 100 doanh nghiệp thì có khoảng 30% doanh nghiệp tận dụng được cái cơ hội và đang phát triển tốt, và còn lại là 70% thì doanh nghiệp là đang rất là khó khăn. Vậy thì về phía doanh nghiệp của ông Đạt thì không biết ông nằm trong số nào ạ? Thực tế thì nói rằng là tận dụng được cơ hội tốt thì tôi không nghĩ là tốt như thế nào. Vâng. Tốt là tốt so với cả các doanh nghiệp khác. Tức là tóm lại các doanh nghiệp khác, theo thống kê có thể là đến 95% doanh nghiệp du lịch quốc tế là đóng cửa. Thì bây giờ mình không đóng cửa đã là thành công rồi. Mình trong số 5% mình không phải đóng cửa là đã thành công rồi. Còn thực sự là tôi nghĩ rằng là ở trong bối cảnh này thì rất hiếm công ty du lịch nào lại có một cái mức tăng trưởng dương so cả năm ngoái. Bởi vì nếu mà khó khăn này mà anh tăng trưởng dương thế thì những năm trước có khi là anh đã là thành gọi là khủng khiếp rồi, trong điều kiện bình thường, đúng không ạ? Đấy thì công ty của chúng tôi ấy, thì tôi cũng phải có áp dụng nhiều biện pháp, kể cả là giảm những cái khoản chi phí không cần thiết và cơ cấu lại sản phẩm, thị trường, tìm hiểu nhu cầu mới của khách hàng. Thì nói chung là cũng ở cái số nhỏ là vẫn đang sống sót và vẫn có thu nhập và cũng gần như là chưa phải giảm nhiều nhân viên. Thì cũng được gọi là cái sự thành công trong cái mức gọi là kế hoạch của mình trong cái thời buổi là rất là khó khăn. Còn chủ yếu là chúng tôi sẽ phải nghĩ rằng có những cái tăng trưởng mà gọi là vượt bậc ấy, thì phải đợi đến khi thị trường hồi phục. Thì mình đang có những cái giữ gọi là sống sót và bắt đầu trong cái điều kiện khó khăn. Thì khi thị trường hồi phục thì mình sẽ có nhiều cái điều kiện là tăng trưởng. Đấy là mình là chỉ trông chờ trong tương lai thôi. Chứ còn nói rằng là tăng trưởng và trong cái thời điểm này tôi nghĩ là gần như không có doanh nghiệp du lịch nào là tăng trưởng được. Ông Thịnh ạ, như lúc nãy thì là ông cũng có phân tích là có rất là nhiều cái tiền đề để phát triển kinh tế cho năm 2021. Bên cạnh cũng khá nhiều là những cái khó khăn ạ. Vậy thì theo ông thì chúng ta cần có cái giải pháp gì để đạt được những cái chỉ tiêu trong năm tới ạ? Trước hết để mà đạt được các cái chỉ tiêu trong năm tới thì chúng tôi cho rằng là chúng ta cần phải có một cái sự nỗ lực của tất cả các cái cơ quan chức năng của nhà nước cùng chung tay với các doanh nghiệp và các hộ gia đình trong nền kinh tế. Cái điều thứ hai là bản thân các doanh nghiệp và các hộ gia đình phải là cái người chủ động tích cực thay đổi mình để mà vươn lên. Thế thì nếu nói về phía nhà nước thì chúng tôi cho rằng là nhà nước có một số cái công việc mà cần phải làm. Cái đầu tiên đó là nhà nước phải làm thế nào để giảm thiểu các cái chi phí trong cái nền kinh tế, giúp cho các doanh nghiệp và các hộ gia đình người ta có thể có cái giảm được các cái chi tiêu của họ một cách thấp nhất. Đặc biệt là đẩy mạnh cái cải cách hành chính, số hóa cái các cái dịch vụ công, để từ đó làm cho các cái doanh nghiệp người ta khỏi phải mất chi phí đi đường, khỏi phải mất chi phí tiếp cận, đúng không ạ? Mà cứ mở máy ra có thể là tiếp cận được các cái thông tư, các cái văn bản, các cái hướng dẫn và thực hiện các cái vấn đề đăng ký thành lập doanh nghiệp cho đến khai kê khai thuế, nộp thuế thông qua cái mạng internet, thì lúc đó doanh nghiệp người ta đã tiết kiệm được rất nhiều chi phí. Cái điều thứ hai đó là về phía nhà nước ấy, thì về phía nhà nước cần phải có cái thực hiện tốt hơn cái công việc mà chúng ta đang làm tốt trong năm nay, đó là giải ngân cái đầu tư công một cách tốt nhất. Và như cái chúng tôi đã nói đấy, trong cái năm 2020 ấy, thì cái lượng giải ngân nó là tốt nhất trong so với hàng chục năm qua. Tuy nhiên ấy, nó cũng chỉ mới đạt được khoảng độ 60% thôi. Và rõ ràng ấy, đây là một cái mặt tương đối mạnh trong cái năm 2020. Nhưng năm 2021 chúng ta phải làm tốt hơn. Thì lúc đó chúng ta sẽ có một cái lượng vốn đầu tư vào cái nền kinh tế rất lớn. Và từ đó thúc đẩy các cái ngành nghề cho nền kinh tế tăng trưởng và phát triển mạnh mẽ. Và cái người lao động có việc làm, có lương, phải không ạ? Thì lúc đó mọi thứ nó sẽ tốt lên. Cái điều tiếp theo đó là về phía nhà nước ấy, cũng phải xem xét nghiên cứu các cái gói hỗ trợ cho một số cái ngành nghề, một số cái lĩnh vực để họ có thể tồn tại
qua cái đợt khủng hoảng này và tăng trưởng phát triển một cách tốt nhất. Đặc biệt là nhà nước cũng cần phải quan tâm đến những cái vùng bị thiên tai lũ lụt mà nó tương đối nghiêm trọng trong cái thời gian vừa qua, để từ đó thúc đẩy cái sự phát triển một cách đồng đều giữa các vùng miền và giữa các cái lĩnh vực để mà làm cho cái nền kinh tế của chúng ta nó phát triển một cái toàn diện. Cái điều tiếp theo mà chúng tôi cho rằng là về phía nhà nước phải làm ấy, thì chúng ta cần phải hoàn thiện các cái cơ chế chính sách, rồi hoàn thiện cái môi trường đầu tư, để từ đó chúng ta có thể nói là tạo cái điều kiện tốt nhất cho các cái doanh nghiệp cũng như cho các cái chủ thể trong nước có thể tham gia vào cái hoạt động kinh tế, nhưng đồng thời cũng là cải thiện cái môi trường để từ đó chúng ta tăng cường thu hút cái vốn đầu tư nước ngoài vào cái nền kinh tế của chúng ta, vừa giúp cho cái đầu tư tư nhân của chúng ta nó có thể tăng trưởng và phát triển một cách tốt hơn so với cái năm 2020, nhưng đồng thời cũng thu hút được cái lượng vốn đầu tư nó tốt hơn từ bên ngoài. Tất nhiên ở đây chúng tôi cũng mong muốn là thu hút được nhiều hơn, bởi vì rõ ràng là như đã nói đấy, hầu hết các quốc gia bây giờ người ta cũng dần dần mở cửa trở lại rồi, mặc dù có một số quốc gia phải đóng cửa lần thứ hai, thứ ba, phải không ạ, để mà phòng chống dịch, nhưng hầu hết các quốc gia cũng dần dần mở cửa một cách nó gọi là dần dần, để mà từ đó có thể tăng trưởng và phát triển kinh tế. Và chúng tôi hy vọng rằng chính cái điều này nó sẽ làm cho cái vốn đầu tư nó vào chúng ta cũng sẽ tốt hơn, rồi các cái khâu trong cái nền sản xuất nó cũng sẽ trở lại bình thường hơn thì nó sẽ tốt. Về phía doanh nghiệp ý, thì chúng tôi cho rằng là doanh nghiệp phải tự đổi mới mình, phải tự thay đổi mình. Và ở đây như chúng ta đã nói đấy, trước hết là anh phải xem tái cấu trúc cái gì mà anh thấy rằng là anh có thể tồn tại, giúp anh tồn tại được và phát triển được thì anh đẩy mạnh vào cái đó. Và cái gì mà anh thấy là nó chưa ổn thì anh có thể gạt đi, thay đổi cấu trúc lại. Và đặc biệt là ở đây chúng ta phải có cái tiết giảm các cái chi phí để mà nâng cao được cái hiệu quả của sản xuất kinh doanh. Và rõ ràng cái thời gian mà dừng lại vì cái đại dịch cũng như ứng phó với đại dịch vừa rồi cũng cho doanh nghiệp rất nhiều cái bài học về cái tiết giảm cái chi tiêu trong cái sản xuất kinh doanh của mình. Một cái điều tiếp theo ấy thì đó là doanh nghiệp cần phải có cái đa dạng hóa cái nguồn cung đầu vào đầu ra, đặc biệt là để tận dụng được các cái hiệp định thương mại mà chúng ta mới ký, thì chúng ta cũng phải, các doanh nghiệp phải nắm được là thế thì cái nguồn nguyên liệu chúng ta nhập ở đâu để từ đó chúng ta có xuất hàng sang các quốc gia khác thì sẽ được hưởng các cái ưu đãi một cách tốt nhất, phải không ạ? Và chúng ta cũng phải xem xét cái việc là đa dạng hóa cái nguồn nguyên nhân vật liệu để vừa là đa dạng hóa nhưng đồng thời vừa tránh cái phụ thuộc quá đáng vào một cái quốc gia nào đó. Tôi thì cũng có ý kiến để chia sẻ. Câu hỏi lớn nhất là làm thế nào thì nó có ba, trong xã hội nó có ba bên thôi. Vâng. Một người tiêu dùng, hai là doanh nghiệp, ba là chính phủ. Tôi thì không thể khuyên doanh nghiệp được vì tôi tin rằng doanh nghiệp thông minh hơn tôi và một số nhà làm chính sách, vì lợi ích của họ, họ buộc phải cơ cấu, họ buộc phải nghĩ về kế hoạch kinh doanh vân vân. Vâng. Nên là tôi chỉ mong muốn là chia sẻ với cộng đồng doanh nghiệp và mong muốn họ, các cộng đồng doanh nghiệp sẽ tích cực chủ động hơn cái vấn đề này. Tuy nhiên cái thứ hai tôi muốn nói rằng là về phía người tiêu dùng thì có lẽ doanh nghiệp nên cân nhắc một cái yếu tố thế này. Là hiện nay cái chuẩn mực tiêu dùng của người Việt Nam tăng lên rất cao. Rất nhiều người mua một quả cam được nhập khẩu từ châu Âu. Trong khi nếu như chúng ta xét trong cái bối cảnh một doanh nghiệp Việt Nam để xuất khẩu một quả cam sang châu Âu nó cũng sẽ rất phức tạp. Và nếu như xuất khẩu sang châu Âu một quả cam như vậy thì giá bán sẽ rất cao, vì nó còn cộng thêm các cái chi phí tuân thủ luật pháp bên đó, chi phí vận chuyển. Và như vậy một quả cam chất lượng như vậy nếu như chúng ta bán ở thị trường Việt Nam, tôi tin rằng giá sẽ rẻ hơn ở cái thị trường nước ngoài. Và cái nhu cầu mà người tiêu dùng hiện nay với chất lượng như vậy là rất lớn. Rất lớn. Và như vậy thì đây là một cái thứ mà tôi cũng chỉ cung cấp thông tin và doanh nghiệp chắc nắm bắt được điều này. Nhưng nếu như đẩy mạnh được cái này thì đôi khi cũng không cần xuất khẩu. Lợi ích của hai các bên đều hài hòa. Vì chúng ta biết hiện nay các cửa hàng đấy đơn giản, các cửa hàng gọi là hoa quả nhập khẩu tăng lên nhanh chóng, trong khi hoa quả Việt Nam và các nông sản lại là một cái thứ mà rất nhiều người châu Âu và các nước họ lại mong muốn. Và như vậy chỉ cần bán bằng hoặc bán rẻ hơn, thậm chí cái lợi ích của bán ở Việt Nam thậm chí còn cao hơn cái năng lực và chi phí bỏ ra thấp hơn, bán thấp hơn chúng ta đã có thậm chí lãi cao hơn là cái việc và cơ hội chắc chắn nó sẽ dễ dàng hơn cho nhiều doanh nghiệp. Thì đấy là một cái điều mà chúng ta nên thay đổi. Cái thứ hai về phía chính phủ thì đúng là anh Thịnh cũng nói rất nhiều, chúng ta nói rất nhiều về cải cách thể chế đấy là, và cuối kỳ
gần như hết nhiệm kỳ này thủ tướng vẫn luôn nhắc thể chế và thể chế một môi trường kinh doanh thuận lợi, nhưng quan trọng nhất là thể chế là cái gì, cái cách như nào và làm ra sao, ai cũng muốn có một môi trường kinh doanh thuận lợi. Tuy nhiên trong bối cảnh sắp tới thì tôi nhận thấy là mình cần phải làm những biện pháp rất cụ thể. Cái thứ nhất là mình có dư địa là những cái hoạt động sản xuất kinh doanh mới, thể chế sẽ là rào cản cho những cái ý tưởng, những cái gọi là ngành sản xuất kinh doanh mới gia nhập thị trường. Và chúng ta, nếu như chúng ta hiện nay đang thúc đẩy cái quyền tự do kinh doanh, là người dân được làm những gì mà pháp luật không cấm, nhưng rất nhiều những ngành nghề mới hiện nay không triển khai được vì lý do chưa có pháp luật. Nhưng mà đấy là rào cản, cơ hội chúng ta không thực hiện được. Nên cải cách thể chế lần này theo tôi phải thay đổi cái nguyên tắc, là như chúng ta thậm chí các nước đang thử nghiệm là cái sandbox, là một cái gì đó mà luật pháp chưa quy định nhưng nó có tiềm ẩn nguy cơ thì chúng ta cho làm thí điểm. Thì trong cái chia sẻ kinh nghiệm hiện nay thì các nước thậm chí còn thay đổi ngược lại, là không có khái niệm sandbox là cái hộp thử nghiệm nữa, mà bây giờ các nước đều áp dụng nguyên tắc là luật không làm, không à, luật không quy định hoặc không cấm là đương nhiên được làm, chứ không phải là được làm thử nghiệm mà được làm luôn. Đấy. Và nếu như thực sự cái hoạt động đó đã diễn ra và thấy có rủi ro thì nhà nước có biện pháp sau, chứ không thể gọi là làm theo cái cách thận trọng như trước được. Thì đây là một cái tư duy làm chính sách phải khác. Và như vậy tất cả những cái mới của Việt Nam chúng tôi cũng vẫn nghe rất nhiều ý tưởng mới không được triển khai. Không được triển khai, và không triển khai thì có lẽ rằng là cái dư địa để tăng trưởng không có. Nên là thay đổi thể chế phải nói rất cụ thể hơn, là phải thay đổi hẳn một cái tư duy về thể chế, là chứ không hẳn là tư duy trước đây chúng ta là luật cho phép được làm, xong sau đó là luật không cho phép thì được làm thử nghiệm, gọi là sandbox. Còn bây giờ chúng ta phải thay đổi ngược lại, là luật không cấm, không quy định là đương nhiên được làm. Đấy là cái mà chúng ta phải thay đổi rất lớn trong cái nhiệm kỳ này, trong cái bối cảnh sắp tới. Cái thứ hai, bởi vì là trong bối cảnh sắp tới thì chúng ta biết là chúng ta khuyến khích doanh nghiệp sáng tạo, mà trong khi thể chế không sáng tạo thì cái sự sáng tạo của doanh nghiệp là đi vi phạm luật pháp và không bao giờ thể thực hiện được. Nên là cái này cái ưu tiên đầu tiên, đấy là dư địa cho cái mới này. Thì dư địa thứ hai chúng ta thảo luận là yếu tố nào làm gia tăng giá trị, thì bây giờ tất cả những quy định mà nó đang tạm gọi là rào cản và làm gia tăng những cái chi phí không cần thiết cho doanh nghiệp phải được bãi bỏ ngay lập tức. Bãi bỏ ngay lập tức ở đây có nghĩa rằng là ngay cả cái cách chỉ đạo mà chúng ta thực hiện các cải cách phải thay đổi như trước đây. Trước đây chúng ta ban hành nghị quyết, giao cho bộ rà soát, đệ trình phương án, nếu mà sửa nghị định vân vân thì soạn thảo nghị định mất hàng năm. Nhưng nếu như chúng ta thay đổi cái cách cải cách thể chế theo tinh thần chống dịch, thì chúng ta biết là khi ban hành các biện pháp mà hỗ trợ dịch, ví dụ như một cái nghị định của chính phủ chỉ ban hành trong vòng 1 tháng, thì có nghĩa rằng bây giờ phải tiếp cận ngược lại, nó không phải chỉ cứ giao rà soát rồi trình theo quy trình bình thường, mà chính phủ và các bên lại sát sàn sạt một những cái rào cản đấy phải được bãi bỏ ngay và nhanh chóng trong rất nhiều thời gian. Mà tôi nhận thấy rằng là vô số những cái rào cản trong cái bối cảnh mới này hoàn toàn không thích hợp. Tôi ví dụ bây giờ rất nhiều điều kiện kinh doanh cũng quy định là muốn kinh doanh anh phải hạn chế số lượng tối thiểu phải có 2-3 người trở lên. Thế là trong cái bối cảnh dịch bệnh này thì một người mà kinh doanh được cũng tốt rồi, nhưng nếu như theo quy định hiện hành, thậm chí có những cái ngành nghề họ nói rằng là kinh doanh là ít nhất anh phải có 10 nhân viên trở lên này, hoặc là ít nhất là anh phải có 2 người trở lên mới được thành lập một công ty kiểm toán. Thì tất cả những cái đó là rào cản, tất cả những cái mới không thể thực hiện được. Nên là cái thứ hai tôi cho rằng, cái thứ hai tôi nói rằng phải để ta tăng cái giá trị thì phải bãi bỏ tất cả các quy định tạo ra những cái chi phí không cần thiết cho hoạt động kinh doanh. Như vậy thì nó sẽ tạo ra tăng thêm cái giá trị. Và cái thứ ba là cách làm phải thay đổi, không thể thay đổi một cái cách làm truyền thống mà phải ứng dụng cái cách làm như chúng ta gọi là trong cái hoàn cảnh này, phải luôn nhanh và ngay, bởi nếu không cơ hội sẽ mất đi. Doanh nghiệp ngày xưa với tuần tự như vậy thì họ có thể trụ vững được với những cái rào cản trong vòng một năm hoặc vài năm, hoặc có thể chung sống với nó được. Nhưng bây giờ doanh nghiệp đã rất ốm, rất yếu rồi thì không thể chờ đợi họ lại tiếp tục chịu đựng những cái rào cản đấy nữa, vì nó sẽ ngay lập tức sẽ sụp đổ. Và nếu chúng ta không bỏ nhanh thì thậm chí không cứu nổi cả doanh nghiệp, chứ chưa nói đã phát triển cái mới. Vậy thì để kết thúc chương trình, mời ông Đạt có những cái ý kiến hay là kiến nghị gì không ạ? Thực tế thì đối với cả ngành du lịch chúng tôi ấy, thì trước đại dịch thì cũng hoạt động rất là tốt. Vâng. Trong khoảng là từ năm 2016 đến 2019 thì mức tăng trưởng trung bình khoảng trên 20%. Và du lịch Việt Nam vẫn nằm ở trong top 6 các thị trường là tăng trưởng du lịch nhanh nhất thế giới. Vâng. Và chính là ngành du lịch thì cũng là trong cái nghị quyết là 08 của Bộ Chính trị cũng đã xác định du lịch sẽ là ngành kinh tế mũi nhọn. Và thực tế thì năm 2019 cũng đã đóng góp là đến 9,2% GDP và tạo ra là khoảng tầm 4 triệu việc làm. Thì đây là cũng là xác định một cái ngành nó là rất là quan trọng.
Mà tuy nhiên là khi Covid kéo đến thì mặc dù là chính phủ cũng đã ngay lập tức đã có những cái chính sách là mang tính là hỗ trợ cho cộng đồng doanh nghiệp và người lao động bị ảnh hưởng. Thì du lịch và hàng không là những ngành bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Thì đến giờ phút này là cũng gần một năm. Thì chúng tôi là cũng thấy là hầu hết các doanh nghiệp và người lao động chưa được nhận hỗ trợ gì. Bởi vì nó cũng có thể là do là cái quy định nó tương đối chặt và cái thủ tục hành chính nó vẫn còn tương đối là nặng nề. Điều kiện không hợp lý. Và so với cả các nước khác ấy, thì họ tiến hành rất là nhanh. Chẳng hạn như là Thái Lan thì sau khoảng tháng thì họ đã có chính sách là hỗ trợ cho tiền người dân Thái Lan đi du lịch nội địa. Mỗi người được 2.000 bạt, tương đương khoảng 1,5 triệu đồng. Và chính vì cái việc trợ giúp như thế thì cũng làm cho du lịch Thái Lan hồi trước phụ thuộc nặng nề vào du khách quốc tế, giờ không có thì du lịch nội địa của họ vẫn có được cái mức là đóng góp khoảng 13,6 tỷ. Và ngay cả là những cái nước khác như là Úc thì vẫn các lao động ở trong ngành du lịch vẫn phải nhận được cái mức hỗ trợ của chính phủ là khoảng 200 đô Úc một tháng. Ở Hàn Quốc là vẫn đang nhận được cái hỗ trợ là bằng 90% mức lương cơ bản cho lao động ngành du lịch. Thế đến Việt Nam thì chúng ta mặc dù đã xác định là cái ngành rất là quan trọng nhưng mà đến bây giờ thì cũng chưa nhận được cái gì cả. Đấy, hầu như vậy. Thì cũng là mong là nhà nước cũng có những cái chính sách để cho sát thực tế hơn. Và chúng tôi thì cũng đã xác định là trước khi trời cứu thì tự mình phải cứu. Và cũng phải chủ động chứ cũng không thể nào mà theo kiểu là bị động chờ chết được. Và cũng phải có những cái chiến lược nó phù hợp. Trong đó là cái ưu tiên nhất là phải tìm cách tự sống sót một cách là cắt giảm chi phí rồi đổi mới, áp dụng chuyển đổi số, thích ứng các hoàn cảnh mới, có những chiến lược theo kiểu kinh doanh du kích. Đấy. Thì tôi nghĩ là cũng rất mong nhà nước sẽ tiếp tục phát huy gọi là vai trò huy động toàn dân và toàn ngành chống dịch COVID một cách hiệu quả. Thì chỉ khi mà dịch COVID được đẩy lùi, được kiểm soát thì lúc đấy người dân mới có tâm lý là đi du lịch. Chứ còn nếu mà cứ bảo dịch bệnh như này thì nói thật là đúng, kể cả nhà nước cũng không thể có nguồn lực để mà hỗ trợ được cho cả ngành du lịch và còn rất là nhiều ngành khác nữa. Vâng ạ. Thì cũng chỉ có hy vọng là cả nước Việt Nam chúng ta tiếp tục phát huy chống dịch tốt trong năm 2021, tạo đà là chúng ta sẽ đạt được những cái kết quả chỉ tiêu trong năm tới. Thì như ba khách mời cũng đã phân tích và trao đổi thì rõ ràng là cái mục tiêu kinh tế trong năm 2021 còn rất là nhiều khó khăn, đặc biệt là cái đợt dịch lần 3 này cũng đã bắt đầu nhen nhóm ở thành phố Hồ Chí Minh rồi đúng không ạ? Tuy nhiên thì bên cạnh những cái khó khăn đó thì chúng ta không thể không nhắc đến những cái thuận lợi cũng như là ba khách mời vừa mới phân tích, và cần cái sự vào cuộc rốt ráo từ chính phủ cũng như là ông Hiếu kiến nghị là cần phải có bỏ qua những cái chính sách hay những cái luật cứng nhắc mà trước đây mà chúng ta cần phải thay đổi, phải đổi mới, phải sáng tạo cho nó phù hợp với tình hình hiện nay đúng không ạ? Và cũng tôi cũng tin rằng là với cái sự chủ động sáng tạo của doanh nghiệp cũng như là cái sự rốt ráo từ phía chính phủ thì tình hình kinh tế của Việt Nam trong năm 2021 thì sẽ có những cái tín hiệu tích cực ạ, và đạt được cái con số mà Quốc hội đã đề ra. Vâng, xin cảm ơn ba khách mời. Và đến đây thì chương trình đối thoại của chúng tôi cũng xin được khép lại. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.